Chương trình Quê nhà quê người với nhà văn Huy Phương xoay quanh những câu chuyện đời thường do Ngọc Lan phụ trách. Kính chào quý khán giả Người Việt TV. Xin kính chào chú Huy Phương. Chào các Ngọc Lan và chào quý vị đã theo dõi chương trình Quê nhà quê người. Kính thưa quý vị, như quý vị thấy trên tay Ngọc Lan là đang có quyển sách Sóng Vỗ Bèo Trôi của tác giả, đó là chú Huy Phương. Thì năm ngoái khi mà Ngọc Lan hân hạnh được chú kêu viết cái bài về cái quyển sách mà Ga Cuối Đường Tàu, thì lúc đó mọi người nghĩ rằng đó là cái quyển sách mà tập ghi cuối cùng của chú Huy Phương, nhưng mà hôm nay lại rất là bất ngờ với cái sức viết của chú khi mà lại có thêm một quyển nữa, đó là Sóng Vỗ Bèo Trôi. Thì chú Huy Phương có thể cho Ngọc Lan cùng khán giả biết một chút là sự ra đời của thêm một đứa con tinh thần của chú nữa là như thế nào ạ? Thưa quý vị, năm ngoái chúng tôi có xuất bản cuốn Ga Cuối Đường Tàu. Thì trong cái tâm cảm cũng nghĩ rằng đây là cuốn sách cuối cùng của mình. Nhưng mà trong cái phần lời tựa tôi có bù trừ để nói trước là cuốn này là coi như trong mỗi gia đình chúng ta đều có một đứa con út. Nhưng nếu chẳng may hay chẳng là có cái duyên nào đó là thêm một đứa con nữa, thì bây giờ đứa kia đặt út rồi thì bây giờ út rớt út nữa, út thêm rồi đó. Thì bây giờ cái cuốn Sóng Vỗ Bèo Trôi này thì cũng là một cái loại út thêm. Thì mong quý vị cứ đón nhận nó như là cái duyên mà phải làm. Tại vì lúc cái sức khỏe mình nghĩ là mình đi tới đàn cuối rồi, nhưng mà trời cho còn bắt đi nữa thì còn sống, còn viết và còn xuất bản những cuốn sách để xin gửi lại quý vị. Nhưng mà nghe cái điều đó thì Ngọc Lan nghĩ là ai cũng sẽ rất là vui khi mà nghe cái điều đó. Bởi vì mình đã nghĩ cái đó là cái tác phẩm cuối cùng của mình rồi, nhưng mà mình lại vẫn còn sức khỏe để mình tiếp tục sáng tác, tiếp tục viết. Thì đó là một cái điều rất là mừng cho tất cả mọi người. Nhưng mà tại sao nó lại là Sóng Vỗ Bèo Trôi ạ? Trước khi nói tới cái nhan đề Sóng Vỗ Bèo Trôi, tôi xin thưa là cũng quá mỏi mệt rồi. Thì năm nay sẽ không có việc trình làng cuốn sách này, tức là không có ra mắt sách. Thì sách để trong tủ sách, để nhà sách thì quý vị cần được quý vị tìm thôi. Chúng tôi sẽ không bữa ra mắt sách nữa, tại vì rất là nhiều khê và mất thì giờ, và mỗi lần như vậy tôi lại mang ơn quý vị nhiều hơn. Thế thì vì sao mà Sóng Vỗ Bèo Trôi? Thì Ngọc Lan của những vị đã đọc Kiều rồi. Trong Kiều mà khi Thúy Kiều mà lưu lạc đó, thì cô có nói một câu nghe cũng rất buồn là: từ con lưu lạc quê người, bèo trôi sóng vỗ chốc 15 năm. Nàng Kiều lưu lạc thoáng chốc là 15 năm, còn chúng ta lưu lạc bao nhiêu rồi? 40 mấy năm rồi. Con người đã 45 năm rồi. Yeah. Và con người thì mới, con người thì cũ. Nhưng mà trong cuốn sách này chúng tôi sẽ nói đến, thứ nhất là thân phận cái người Việt lưu vong trên quê người, và khi mình xót xa cho cái nỗi ly hương, với trăn trở, mình ly hương nhưng mình luôn luôn nghĩ tới cái nhà, những cái nỗi mình trăn trở nghĩ về quê nhà đang làm gì, đang xảy chuyện gì xảy ra, và cái ưu tư của dân chúng ở quê nhà là sao. Thì cái người lưu vong, sống lưu vong đó, họ luôn luôn nghĩ về đất nước họ đã ra đi. Đây không phải là cái chuyện đi làm ăn xa, như là cu ly đi làm xứ người, hoặc là phải đi làm thuê tha phương cầu thực, rồi Tết đến lại khăn gói để về thăm nhà, hoặc là về quê ăn Tết. Mà đây là tâm cảm của những người chúng ta đã bỏ nước ra đi. Bỏ nước ra đi vì thứ nhất là chúng ta đã sống cái chế độ đó, và trong cái thời điểm nào đó chúng ta không được coi là công dân của quốc gia chúng ta. Cho nên việc ra đi này việc bất đắc dĩ, và cái việc sống xa hương, sống xa quê nhà này cũng đều bất đắc dĩ. Chúng ta là như những cái cây mà bật gốc rễ, cũng như dòng sông dòng suối đã ra đi, đã chạy về biển rồi, có lẽ là chúng ta không bao giờ trở lại cái cội nguồn nữa, như cái dòng nước đã ra khơi. Cho nên vì trong cái tâm cảm đó chúng tôi đặt tên là Sóng Vỗ Bèo Trôi. Wow, cái tên tự cái tên Sóng Vỗ Bèo Trôi nó đã nghe là rất có ẩn chứa nhiều cái nỗi niềm, nhiều cái tâm sự, mà thêm cái lời giải thích của chú Huy Phương nữa, thì Ngọc Lan nghĩ là đọc những cái bài tập ghi ở trong này, mọi người sẽ tìm thấy rất là nhiều cái giống như cái tâm sự, cái tâm cảm nào đó mà tác giả Huy Phương đã gửi bài ở trong đó. Ngọc Lan muốn hỏi thêm một chút, đó là những cái bài viết được trình bày ở trong cái tập ghi này Sóng Vỗ Bèo Trôi, thì cái nội dung nhiều nhất là nó xoay quanh cái gì ạ?
Thưa quý vị, tôi đã trình bày ra những cái bài viết ở trên cái trang tạp ghi của Nhật báo Người Việt. Quý vị xem một tờ Nhật báo rồi, quý vị không có phương tiện để giữ tờ Nhật báo lại, tại vì nó lớn quá. Cho nên cứ 1-2 năm, chúng tôi lại in cuốn sách tập trung cho cái bài đó, gọi là tuyển tập tạp ghi, để quý vị có thể cất trong tủ sách, có thể dần dần đọc lại. Và thường thường cái tên đặt là nó lấy cái nội dung của hầu hết những cái chuyện trong đó, thì sống vỗ bèo trôi là như thế nào. Quý vị đã ở miền Nam, quý vị đã từng đi qua cái sông Tiền Giang, Hậu Giang, qua Bắc Mỹ Thuận, có thể thấy những cái cánh lục bình đó. Lúc đi phà đó. À, đi phà qua bạn cánh lục bình đó. Nó từng đám nó kết với nhau. Nhưng mà mỗi lần cơn gió thì nó lại đẩy thôi. Tức là những cơn gió lớn có sóng, là sóng càng đẩy cái bèo đi xa không biết thế nào. Chúng ta quả là những cái bèo đã đi xa. Không những chúng ta có mặt ở Mỹ, người Việt Nam có mặt ở Mỹ, có mặt ở Đài Loan, có mặt ở Trung Quốc, có mặt ở Nam Hàn, mà bây giờ ngay ở châu Âu, châu Úc và tầng châu Phi, tầng Do Thái cũng có người Việt Nam. Chúng ta là những cái cánh bèo đã trôi xa đất nước. Cho nên cái thân phận đó chúng ta vẫn nghĩ là thân phận của cái người lưu vong. Và chúng ta luôn luôn trong lòng chúng ta luôn luôn nghĩ về quê hương. Những cái gì đang xảy ra quê hương chúng ta vẫn có cái lòng trăn trở, suy nghĩ. Thì đó là tấm lòng của những người xa đất nước. Chúng ta không ở Việt Nam nhưng Việt Nam vẫn ở trong lòng chúng ta. Cái đó là tâm niệm của những người đi xa và những người đang sống cuộc sống tách rời đất nước. Thì cái đó nghĩ ra thì cũng là cái chuyện buồn chứ không phải chuyện vui. Ngọc Lan nghĩ là sau cái phần thông tin thương mại này trở lại thì Ngọc Lan muốn cùng với quý vị tìm hiểu thêm ở nhà văn Huy Phương về những cái tạp ghi mà ông đã trình bày trong các tác phẩm của mình, ít nhất là đã đạt cuốn tác phẩm thứ 12 rồi. Xin mời quý vị cùng trở lại với chúng tôi sau phần thông tin thương mại.